Rồi Vũ mến chào các bạn nha. Chờ đợi sáng giờ các bạn ơi. Chờ đợi sáng giờ cuối cùng chiếc xà lan chở thùng container bề ngang 5 thùng dài 5 thùng đã lên tới rồi nè. Đó nhưng mà không biết của ai nha. Không biết của Tân Cảng hay của ai nha. Thì bây giờ mình đợi chạy lên gần gần chút xíu nha các bạn. Ở đây có một chiếc xà lan đi giao cát về nè. Bị nghịch sáng rồi. Sáng nha các bạn. Một lát nữa mình sẽ đổi qua bên kia rồi. Đó, chiếc này đi giao về nha. Mấy chiếc này phần đông là chở cát thôi nha các bạn. Đa số là đi chở cát. Đi chạy xuống Tiền Giang kiểu này là đa số phần đông là đi giao cát về hoặc đi lấy cát thôi. Chiếc này mặn nước 3,4 m luôn nha. Một động cơ. Chạy cũng chậm nha. Đợi mấy chiếc tăng cản dưới kia lên. Phải chiếc tăng cản hay không, nhưng mà đợi lên đi bắt đầu mình quay tiếp nha. Còn hơi xa lắm. Dẫn đầu là mấy chiếc chở cát nè. Nhưng mà cát thì mấy chiếc này khẩm quá thì mình không có quay nha các bạn. Mấy chiếc chở khẩm mình không có quay nha. Mình quay chiếc chở thùng container phía sau thôi nha. Ở đây có một chiếc hàng khô đi xuống nữa các bạn. Mỹ mẫu xà lan này của Đồng Nai ha. Của anh em Đồng Nai nè. Rồi bây giờ là ở dưới lên rồi nha các bạn. Quá trời luôn rồi. Tiếng máy nghe quá phê luôn các bạn ơi. Sau chiếc này các bạn. Chiếc container này thì dưới kia có một chiếc đang lên nữa nha. Đó, một chiếc đang lên nữa nè. Ồ, hai chiếc đi lượt luôn. Quá trời tiếng máy chiếc này các bạn ơi. Mình quay xa xa cho các bạn nghe tiếng máy chơi thôi nha. Chứ không dám quay gần nha. Tiếng máy nghe rung rinh luôn. Đây có chiếc đang vượt nè. Chiếc chở thùng container vượt là không phải dễ nha. Ô, cái chiếc cát bên kia vượt luôn rồi, chiếc cát vượt bên kia luôn rồi. Một chiếc vượt bên kia, một chiếc vượt bên đây nha. Đó, một chiếc vượt bên kia, một chiếc vượt bên đây. Chiếc này mặn nước 3,2 m nha các bạn, chiếc này cũng chở hàng khô nha. Đây nè, coi chiếc này nè. Ủa, vượt rồi nè. Quá, trời đạp ra lớn luôn. Tiếng máy nghe gần vang cả khúc sông luôn nha.
trên kia có chiếc đá nó xuống đó nè. Các bạn biết sao nạp ga lớn dữ không? Cái chiếc bên kia nó vượt lên á, nó vượt lên nên mình phải lấy đạp ga lớn mình lấy lại nha, chứ để nó bị bê. Cái chiếc này cũng lớn các bạn, lớn rồi nên nó là cái động cơ nó một máy, nhưng mà động cơ chắc cũng lớn nha. Chiếc này cũng tầm trên 1.500 tấn các bạn. Đó, đi tới máy đi đạp mà đã thì chứ. Quá phê luôn. Chiếc cát kia vượt nhanh quá, vượt qua tới đây nè. Chiếc kia nó nhỏ hơn chút xíu ha, nên vượt nhanh hơn chiếc này. Bồ đã hết biết đã luôn trời. Còn ra khói nè. Đập. Chế bên kia không phải chở đá nha các bạn. Chở hàng khô chùm các bạn á. Hồi nãy mình thấy không rõ nha. Chiếc bên kia lớn nha các bạn. Chiếc này có Tiền Giang á nè. Chế bên kia là mạng nước hình như là 3.8 m á, 3.8 m. An Giang các bạn ơi. Ồ, chế này dài ghê luôn nha. 3.8 m nè. Lên tới nè các bạn. Chiếc này 5 thùng 40 bị dài 5 thùng 40 feet. À, 1 thùng 20 feet đó nha các bạn. 1 thùng 20 feet phía sau nữa. Chiếc này của dòng của tập đoàn Tân Cảng luôn nha. Đó, hai cái neo của nó nè. Mấy chiếc này đa số ban đông là cái cảng nằm ở ngoài Bà Rịa Vũng Tàu nha. Ở ngoài Vũng Tàu á. Ngang 5 thùng, dài 6 thùng. 5 thùng 20 feet, 1 thùng 60 feet. Ủa 5 thùng 40 feet chứ, 5 thùng 40 feet, 1 thùng 20 feet. Nói cái nó lộn hết trơn luôn. Bên kia có chiếc xà lan vượt bên kia đó hả? Vượt sát vô lề luôn à. Mấy chiếc nhỏ không có tải thì mình vượt sát vô lề được nha. Còn mấy chiếc có tải phải chạy ra ngoài để nó mắc cạn á. Tiếng máy chiếc cá kia chạy biết ba xa mà nghe cái nó còn im, nó còn lớn hơn chiếc container đây nữa, chiếc xà lan này nữa. Chiếc này bây giờ dài dữ lắm nha các bạn. 5 thùng thì các bạn biết nhiêu rồi. 1 thùng 40 feet là nó dài 12 mét mấy á, cho 12 mét 2 á.
12, 24, 36, 48, 48, 49, 50, 60 nha các bạn. 60 là mình chưa tính khoảng cách giữa 60 rồi. 2, 4, 6, 8, 10. Nó lẻ lẻ 20 nữa là nó ra 1 mét đó là 61. Rồi những cái khoảng cách nè các bạn, những khoảng cách thùng này với thùng kia, thùng này thùng kia với nhau á, mấy cái kẻ này nè. Nó cũng mấy tấc nè. Vòng đi vòng lại cho nó cũng sáu mấy gần 70 mét á. Ủa lộn, bảy mấy mét chứ. 60, 61 rồi. Khoảng cách này kia cho 2 mét đó đi là 62, 63. 63 với cái thùng này là nó là 6 mét đó đi các bạn. 63 là 69. 69 với cùng mũi lái đó nha. Mũi lái cho sau này là 6 mét đó đi. 69, 7, 10, 75. Ở trước nữa là coi nha, 79 luôn rồi, 79 nó chín luôn các bạn. Cái chiếc này 79 nó chín luôn nha. Còn cái chiếc nào mà không có cái thùng mà 20 feet này vô nè thì nó sẽ không tới. Còn chiếc này là tới 79 nó chín luôn á. Thì bị ngang các bạn tự đoán nha, một thùng bị ngang vậy là khoảng 2 mét rưỡi á. 5 thùng là 12 mét rưỡi nha. Wow, wow. Bạn ơi, có đạp rồi các bạn ơi, khói nè. Đâu rồi? Lâu đạp lên cái khói mịt mù luôn à. Kiểu hai chiếc cặp kè nhau nè, nó bị hút nước á. Bị hút nước nó đạp cái lớn mới lấy lại nha, lấy cái mũi lại. Nè nữa nè. À, cái chiếc bên kia các bạn, cái chiếc bên kia đi cặp kè bên đây ngoài nè. Đi cặp kè bên đó là nó sẽ lấy lại hoài ha. Chiếc cái công này lên nhanh quá rồi. Đây sao chiếc đó nè, chiếc sau này nhỏ hơn nha. Ở đây chiếc ghe sắt chở cát. Bề ngang vẫn 5 thùng nha các bạn. Chiếc này bề ngang 5 thùng, dài 5 thùng nè, nó ngắn hơn chiếc trước nè. Thường thường thì anh em hay kêu mấy chiếc này là 100 thùng nè. Ngang bị ngang 5 thùng, dài 5 thùng, bị cao 4 lớp nha các bạn. Là 100 thùng đó. Nhưng mà thì anh em nói là trừ 4 thùng nha, 4 thùng hầm máy. Trừ 4 thùng hầm máy là còn 96 thùng. Mấy chiếc này cũng là của Tân Cảng luôn nha các bạn. Mấy chiếc này thì nó có 5 thùng rồi các bạn. Nó không có một thùng 60 feet nha. Nhưng mà các bạn thấy nha, cái mũi á, cái mũi nó sẽ dài hơn nha. Cái mũi nó dài hơn nhiều luôn á. Tính ra là nó nếu mà không đủ 79m9 nhưng mà nó cũng không có thua bao nhiêu nha các bạn. Các bạn thấy cái mũi nó dài không? Cái thùng này là 12m2 nè. Thì các bạn coi cái mũi này bị dài cũng hết 10m rồi nha. Cái mũi đó cho nó cũng hết 10m rồi đó. Hết 10m rồi. Còn cái lái này chỉ có cái lái là nó sẽ
cái lái là nó sẽ bị giống như cái tay nãy thôi, nó hẹp thôi. Hôm nay cũng từ bèo vô từ giá 77-78 mét nha, thua trước kia cũng cả 2-3 mét là giữ các bạn. Bạn thấy thúc không nè, thúc nè, thúc cabin đó chưa, thúc cabin sát hàng sau luôn, hai cái bô hai bên. Máy chiến này nước gồng hả các bạn, nước gồng đi coi bếp hê, nước gồng đi hút nước nhìn đã lắm. Này nước đang lớn rồi, đi coi ông đã lắm. Độ đã chưa? Anh đi lên cả là muốn dồn cục luôn ha. Chiếc này đang xuống nè. Rồi, đợi chiếc khác xuống quay tiếp nha các bạn. Anh này nguyên băng đi lên không à. Đây là có chiếc đi xuống nè. Lâu lâu mới có mấy chiếc cát, mấy chiếc container này các bạn, quay nó có tinh thần ha. Còn quay mấy chiếc bình thường không là không có đã. Chiếc này của Đồng Tháp luôn nha các bạn. Chiếc này cũng dài á. Rồi đợi chiếc khác quay tiếp nha các bạn.